Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này thì hướng dẫn các bạn là cách chèn logo vào ảnh hàng loạt các bạn nha, trong Photoshop được không ạ? Thì chỉ với vài thao tác đơn giản thôi thì bạn có thể chèn logo hàng trăm hay là hàng nghìn tấm ảnh mà bạn muốn các bạn nha. Thì việc đó sẽ giúp các bạn là tiết kiệm được thời gian rất là nhiều các bạn nha. Rồi thì sau đây thầy sẽ làm demo cách chèn logo hàng loạt vào ảnh các bạn nha. Rồi sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn bằng cách làm từng bước như thế nào, được không ạ? Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì có một folder 4 tấm ảnh này. Thì hiện tại nó chưa có logo bạn nha, chưa có logo này. Thì sẽ làm chèn logo vào cho cái folder này, đúng không? Cái folder là học cách đầu tư bất động sản nha. Thì bạn có 100 hay 1.000 tấm ảnh đó, thì nó chỉ cần vài thao tác thôi, chèn rất là nhanh luôn nha. Thì bạn sẽ mở phần mềm Photoshop lên, được không ạ? Thì chọn là File Open, thì sẽ làm nhanh các bạn nha, làm nhanh làm demo với các bạn, rồi sau đó thì sẽ hướng dẫn từng bước lại, được không ạ? Rồi sẽ làm nhanh các bạn nha. Một chút nữa thì hướng dẫn chi tiết, bạn yên tâm, thì Thiện sẽ làm nhanh demo cho các bạn thấy là nó sẽ chèn logo như thế nào thôi, được không ạ? Rồi thì muốn gần thì nó ngay lập tức nó chạy đi các bạn. Ok, thì chạy xong rồi thì hiện tại mình đã sẽ có một cái folder mới, một folder JPEG các bạn, một folder hoàn toàn mới luôn, và folder này nó đã chèn logo rồi các bạn nha. Đây thì mọi bạn thấy đây, đây cái logo đúng không ạ? Đấy, đây là những cái tấm hình, đây bốn tấm hình chúng ta đã thực chèn logo rồi, được không ạ? Thì làm thế nào chúng ta làm được điều này, được không ạ? Làm thế nào làm được điều này? Ok, thì hướng dẫn bằng từng bước đây. Rồi bây giờ thì sẽ xóa cái file này, để chút nữa thì sẽ hướng dẫn từng bước lại để tạo cái file này lại, được không ạ? Ok. Rồi bây giờ nó còn bốn tấm ảnh nó ban đầu thôi, chưa có logo. Thì để mà gắn logo nó hiệu quả, các bạn cần phải đưa những tấm hình của mình, được không ạ? Đưa những tấm hình của mình về một kích thước nhất định luôn nha. Thì kích thước bốn tấm ảnh này đều là 800 nhân 600 luôn nha. Đây, detail 800 nhân 600. Được không ạ? Bốn ảnh này đều kích thước như nhau thôi. Thì ở video lần trước thì nó hướng dẫn các bạn là cách resize, tức là cách thay đổi kích thước hình ảnh về một cái size thống nhất với nhau, được không ạ? Hàng loạt luôn, bạn có 100 hay 1.000 tấm ảnh gì đó thì chỉ cần vài thao tác đơn giản trong Photoshop thôi thì bạn sẽ resize ảnh hàng loạt, được không ạ? Thì nếu như bạn chưa có xem video đó, bạn vào YouTube giúp thầy nha, youtube.com. Rồi sau đó bạn gõ từ khóa tìm kiếm là thay đổi kích thước ảnh hàng loạt cộng với cái tên kênh của Thiện là Lâm Thanh Thiện nha, Lâm Thanh Thiện. Đấy, thì ở video này thì nó hướng dẫn bạn rất chi tiết từng bước để giúp các bạn có thể là thay đổi kích thước ảnh hàng loạt các bạn nha, về một cái size mà bạn muốn thôi, được mà có hàng trăm hay hàng ngàn tấm ảnh gì đó thì nó làm rất là nhanh, được các bạn. Rồi thì sau khi bạn có được một cái file ảnh nó có kích thước mong muốn rồi á, thì việc tiếp theo là bạn sẽ tạo ra một cái file logo bạn nha. Thì nó tạo cái file logo đó trước đó rồi. Cái file logo này là cái file chấm BSD nha, tức là cái đuôi là của thằng Photoshop, được không ạ? Đây thì sẽ mở file lên đây, cái file logo cái đuôi là BSD, BSD được không ạ? Đấy, đây là file logo đó các bạn. Thì thầy sẽ không hướng dẫn các bạn cách design hay là thiết kế file logo như thế nào, nhưng mà các bạn thiết kế file logo kích thước thì thường là 100 x 200 hoặc là 50 x 100, được không ạ? Và cái ảnh này phải là cái ảnh không ảnh nền, được không các bạn? Không ảnh nền. Thì nếu như bạn nào chưa biết cách mà thiết kế cái logo làm sao á, thì đây là bình luận bên dưới video này, thì sẽ hướng dẫn bạn ở trong video khác để mà cách design thiết kế một cái logo đẹp ấn tượng ở trong Photoshop luôn nha, được không ạ? Thì khi mà bạn có cái file logo này rồi, bạn có cái thư mục ảnh rồi, thư mục ảnh mà bạn cần chèn logo đó các bạn, một ảnh này nè, được không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành là rồi thì sau đây thì bạn mở bằng Photoshop lên nha, mở bằng Photoshop lên. Thì đầu tiên mở tới đây rồi á thì bạn hãy chọn là file, bạn sẽ mở open, bạn mở tấm ảnh bất kỳ luôn nha, ảnh trong cái file mà bạn cần chèn logo cũng được, không sao cả. Đấy, mở tấm ảnh lên, được không ạ? Rồi sau đó bạn sẽ di chuyển đến cái thư mục là Windows, cái tab Windows đây, bạn chọn là Action, chọn action để mà tạo action mới luôn nha. Rồi sau đó bạn sẽ mở cái action mới ở đây, lúc này mở action mới luôn nha, bạn sẽ đặt tên action là chèn hướng dẫn chèn logo, không ạ? Hướng dẫn chèn logo. Rồi ở dưới set này thì bạn cứ để là default action, còn cái function key bạn để là none.
còn color thì bạn để lên on luôn bạn nha, và bạn bấm record. Thì khi mà bấm record á, nút đỏ nó hiện lên thì hiện tại bạn thao tác trên Photoshop cái gì á, nó sẽ để lưu trữ lại được, được không ạ? Thì bước tiếp theo á, thì bạn sẽ nhấp đôi chuột vào cái background nè, nhấp đôi chuột, được không ạ? Cho nó hiện lên cái chữ new layer này, được không ạ? Và bấm ok, được không ạ? Ok rồi, tiếp theo nữa bạn sẽ chọn là file, bạn chọn là play link các bạn nha, play please, bạn chèn cái link vào, được không ạ? Play link đấy, bạn chèn cái link Photoshop các bạn, cái link mà file logo Photoshop đó, đây nè, file PSD đấy, bạn chèn vào bấm là place đấy, thì ngay lập tức nó chèn vào rồi. Thì bây giờ cái kích thước ảnh nó hơi nhỏ như thế nào đó, bạn kéo, có thể kéo bự ra để bạn thấy kích thước nó mong muốn, được không? Rồi bạn bấm enter, được không? Bấm enter thì nó đã chèn vào rồi. Thì khi chèn vào rồi á, bạn bấm shift trên bàn phím, như bạn nhấp chuột trái, bạn chọn hai cái layer này, được không? Rồi trên đây bạn sẽ canh bên dưới đấy, bạn sẽ canh bên phải, nếu như bạn chèn là góc phải bên dưới, rồi nếu mà bạn chèn góc trái thì bạn canh bên trái, được không ạ? Thì bạn chèn góc nào, bạn chèn góc đó thôi, nếu bạn chèn lên trên thì lên trên đấy, được các bạn, muốn chèn bên phải bên phải đấy, thì giờ chèn là góc dưới bên phải nha, góc dưới bên phải, góc dưới này bên phải, ok rồi. Thì cái logo chúng ta sẽ chèn ở chỗ này, được không ạ? Đấy rồi, thì khi mà bạn chèn tới đây rồi thì bạn sẽ bấm dừng, bạn bấm dừng cái này lại luôn nha, dừng cái action lại. Rồi thì như vậy action chúng ta đã lưu hết tất cả thao tác rồi. Rồi việc tiếp theo bạn cần là bạn tắt cái tắt đi, tắt tắt đi, được không ạ? Tắt đi, bạn không cần save nha, bạn không cần save đâu, no luôn. Rồi bạn chọn là file, bạn chọn open, bạn sẽ mở một cái hình bất kỳ lên, cái hình mà bạn muốn chọn logo cũng được, đây hình này cũng được, hoặc hình này, hình nào cũng được bạn nha, bạn mở lên. Rồi sau đó bạn sẽ bấm là file và bạn chọn là script, bạn chọn là script bạn nha, và bạn chọn là image processor ở đây, được không ạ? Khi nó hiện lên cái bảng này á, thì bạn ở bước đầu tiên bạn sẽ chọn là cái folder mà bạn cần chèn cái logo vào, thì chọn logo, bạn chọn là select folder, rồi bạn di chuyển đến cái folder bạn cần chèn logo vào các bạn nha, đây học cách đầu tư bất động sản, ok. À, thì muốn chèn logo cái file này, cái thư mục này, đúng không ạ? Và bước thứ hai thì chọn là saving same location, đúng không ạ? Bước thứ ba thì chọn là save as JPEG, được không ạ? Rồi bước thứ tư thì sẽ chọn là cái action, cái action nào, đúng không ạ? Thì chọn cái action là hướng dẫn chèn logo thì mới tạo lúc nãy, rồi sẽ bấm run, rồi ngay lập tức nó tự động nó chạy đây các bạn. Đấy thì khi chạy xong như vậy á, bạn sẽ di chuyển lại cái thư mục học cách đầu tư bất động sản các bạn, thì tự động nó tạo ra một cái thư mục mới là cái thư mục tên là JPEG, thì trong đây nó có những cái hình ảnh nó đã chèn logo rồi các bạn nha, đây bạn thấy không ạ? Rồi như vậy thì nó hướng dẫn bạn cách chèn logo vào ảnh hàng loạt trong phần mềm Photoshop, chỉ cần vài bước đơn giản thôi phải các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được điều này, được không ạ? Và sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong quá trình các bạn design ảnh, hay là các bạn muốn tạo những cái ảnh mà gắn logo vào, được không ạ? Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn bạn nha. Nếu như có bất kỳ điều gì không hiểu trong video này, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video. Và nếu như thấy video này hay á, bạn hãy like, share cũng như là đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất các bạn nha.